8 tiếng Việt Nam. Giờ 8 tiếng nó cho mình đi ra vô khách sạn ở hoặc là mình đi ra du lịch. Nó có xe chở vòng vòng đi thành phố chơi. Nghiêm nó nghe rồi. Alo. Thank you.
về đến đây cũng là cái chuyện ba chục năm ngàn. Thôi em đóng nhạc cho ba được rồi. Mình đốt tiền là tang cho ba. Thank you.
cái camera đi. Chừng nó chĩa vô cái áo Phương cả 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 nó đâu sáng hả. Không đâu.
năm tên ok. Dùm mẹ hai cái miếng gạch đi nặng quá mà sống mình mà dựng ngay cửa miếng gạch men à, hôm qua thấy người ta đem vô á bự bự già người ta đem vô người ta thải vậy ta thải xong rồi đó biết rồi. Thank you.
ngày 15 tháng 1 năm 2012, thay mặt Phó Chủ tịch Thank you.
không mến. Có cái cho người thầy chơi bài con chuyện không bến được, không hề không bến. Tại cái bài đó ông già ông trước rồi nha. Có chơi bài chuyện không bến nha. Thank you.
We'll be right back.
thì bởi vậy thì sao một cái thôi, một cái thì sao một cái nào anh hô cái là tôi làm vậy thôi. Ngay bây giờ là 35 đúng không? Đúng nha, đúng không? Rồi đúng rồi. Vậy thì đúng 9 giờ nha. Đúng 9 giờ bây giờ tôi không ấy nữa thì tôi không nhắc anh nữa thì cứ đúng 9 giờ anh đấy cứ nghe. Rồi rồi. Rồi rồi. Đi dọn sớm vô chị. Tại vì mấy anh em dọn sớm quá. Dạ. Nên tôi dọn cái đồ. Không thì cứ dọn đồ. Không dọn không sao đâu, dọn cứ dọn thôi. Mà chưa động quan mà. Chưa động quan không sao đâu. Cứ dọn thôi. Thì nói chung bây giờ trong nhà mình nó bây giờ ba còn ở đây còn có 25 phút thôi ha. Thì bây giờ thì giờ ba còn ở đây với mình có 25 phút nữa thôi thì đó thì ai muốn nói gì thì nói với ba hoặc lạy gì lạy đi, còn ra ngoài kia là coi như xong rồi ha. Còn 25 phút cuối cùng cho ba thôi đó, thì con cái nó ai muốn nói gì thì cứ việc nói, muốn lạy gì lạy đi. Bây giờ ba chỉ còn tụi con có chỉ còn có 25 phút nữa mẹ, có nghĩa là ba cũng còn ở trong gia đình đó, có gì con cái có gì ba bỏ qua, ba phù hộ cho con cái. Bây giờ ba thì còn ở đây có 5 phút nữa thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe tan nó lại lại tiền ai lại tiền bỏ người chứ mày lên xe hay là lên xe tan đuổi ra xe đi. Giờ chuyện đi từ ra đi, chuyện đi từ ra đi. Thank you.
không biết chuyện đó, không biết ông nói. Vậy thôi nói chi. Trời ơi khổ ghê. Nó quay chạy chưa? Nó bảo cái số nào trong túi vậy không biết. Cử cụ đăng xa phát hành ma mô tiếp dẫn thang đạo cho anh đi. Không anh em cố gắng nha, thôi nghe nghe nè, cũng đây dùm hỏi coi. Đi ra, đi ra con cháu thôi nè, đi ra đây nè, hiểu ơi, đi đằng sau này. Rồi quét luôn, quét ra liền luôn. Quét lại cho mạnh ra đi, chắc quét lại mạnh ra. Bốn nhất này, theo bốn nhì, theo đế, giờ thay nổi, dài đế đây, dài đế, rồi dài nhất, dài nhì, đây đứng, dừng lái đứng anh cho anh em đứng anh cho anh em. Tôi sẽ chạy đi Huy.